Thì đây, cách làm nó cũng rất đơn giản. Đó, ế ngầu không? Nấu ăn nó phải như thế các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Gen Z. Ngày hôm nay thì mình sẽ thay mặt cho thằng Phúc sau 2 chuyên mục mình nấu ăn, nó chả ra hồn gì. Thì ngày hôm nay mình đứng đây và nấu ăn thay cho nó. Mà bây giờ nó đang ngồi ngoài kia nó coi mình á. Và cũng như là mọi người ở đây đang cũng đang ngồi coi mình để chuẩn bị mình nấu cho mọi người ăn, mọi người hiểu không? Thì hôm nay cái món mà mình muốn nấu thì cũng là cái món mà mình vừa coi trên TikTok. Đó chính là một cái món sandwich nó thọc cái cây vào với cái cây xúc xích, mình không biết gọi như xin que đấy, nói chung là như thế. Và đó là cái ảnh trên mạng, còn ảnh của mình nấu như thế nào thì mình chưa rõ, nhưng mà nói chung thì bây giờ các bạn cùng coi nhé. Mình sẽ cùng thực hành món ăn ngày hôm nay mà sẽ không có thằng Phúc, bởi vì thằng Phúc mình thường nấu dở quá, thì ngày hôm nay mình sẽ nấu thay nó. Bắt đầu vào video nào. Đầu tiên thì mình thấy cái món này nó cũng khá đơn giản ấy, chủ yếu là để cắt sandwich và cũng như là kẹp với xúc xích thôi. Thì cái món này gần như là bữa ăn sáng mình nghĩ ăn cũng làm được. Thì đây, cách làm nó cũng rất đơn giản. Đó, ế ngầu không? Nấu ăn nó phải như thế các bạn ạ. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cùng cắt cái sandwich này ra. Đấy, cái này nhìn nó có phải dày hay đâu. Đấy các bạn thấy không? Như thế này nhìn nó dày hơn ngay. Ok, cuối cùng là bây giờ mình sẽ tới bước thực hiện, đó chính là mình sẽ dùng cái phần phô mai. Rồi, mình sẽ cho phô mai vào đây. Cuối cùng mình cũng hoàn thành được cái món ăn của mình ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ mời hai khách mời của mình. Ngon. Ngon. Sao nãy mình bảo không ăn đường. Chấm thử miếng coi như thế nào. Khổ quá cơ. Ngon mà. Đúng rồi. Mình nghĩ là các bạn có thể làm cái này thì ánh sáng rất phù hợp. Nhưng mà không có nhiều thời gian. Rửa tầm đâu khoảng 15 đến 20 phút thôi. Cũng được, cũng tệ. Cũng được. Thì mình ăn đó thôi đúng không? Chứ là cũng không ăn lắm. Chó đang rất là đói. Sao giờ đâu ăn gì đâu. Để bụng nếm. Để có mình làm được không? Nhìn chung là hình thức, cá cấu. À, mình công nhận. Hình thức nó hơi khó. Thành viên nằm cốt của ghét bếp không nhịn nhà. Ngon. Ok. Và các bạn cảm thấy sao về video này thì các bạn cũng có thể thấy là quá trình mình làm cũng như là mình chiên rồi mình thao tác thứ. Thì đây là một món ăn không mất quá nhiều thời gian của bạn. Các bạn có thể dùng nó để ăn sáng hoặc là ăn vào những khoảng thời gian chiều chiều, như là ăn vặt đó. Đó. Nói chung đây là một món rất là ngon. Nếu như các bạn chăm chút hoặc cầu kỳ hơn một chút thì cái mặt hình thức nó sẽ đẹp hơn so với mình làm. Thì nhìn chung thì mình làm nó vẫn khá là hạnh phúc. Và các bạn cảm thấy sao về video này, đừng quên để một like, share, subscribe Gen Z. Cuối cùng là gà, mình cảm thấy là Phúc. Và cuối cùng là Đạt. Hẹn gặp mọi người trong những video chuyên mục nấu ăn tiếp theo. Và các bạn thích
một phút nấu nhiều hơn thì các bạn hãy comment bên dưới nha, tại vì mình sẽ xuất hiện rất là nhiều lần luôn. Đấy, lần này đâu phải nói phong cách như thế này. Nếu như các bạn chọn mình, các bạn comment số 1. Các bạn chọn phút, các bạn comment số 2. Đấy, thấy nhanh. Rồi, cuối cùng này hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.